Chiến dịch Giờ Trái Đất 2014 được thiết kế với hàng loạt hoạt động truyền thông như chương trình Điểm Đến Xanh, Trường Học Xanh, vẽ tranh tập thể chủ đề tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu, hoạt động đạp xe cổ động. Dự kiến nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra từ 20:30 đến 21:30 vào ngày 29 tháng 3 năm 2014 tại Quảng trường Cách mạng tháng 8 trước Nhà hát lớn Hà Nội. Đồng hành cùng chiến dịch Giờ Trái Đất có Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Á hậu Thụy Vân và ca sĩ Bảo Trâm. Đây là năm thứ 8 Việt Nam hưởng ứng chiến dịch này và dự kiến lượng điện tiết kiệm được sẽ cao hơn con số 401.000 kWh của năm 2013.